Em bị tính toán sai thì tính toán thiếu thì hôm nay ra đây thì thôi anh được cũng làm với em hai cái nhà rồi thì thôi anh hỗ trợ cho hai ông cháu. Hôm nọ là được được cái anh chở vật liệu cho ông ấy là anh ấy tặng cho ông. Kính chúc. Kính chúc các ông có bà thật nhiều sức khỏe. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm qua thì cháu được có đi xuống cái nhà của hai ông cháu ấy thì cũng mấy anh em thợ còn nói rằng là vật liệu là còn thiếu, sát hộp vuông nằm là 5 cây. Đấy và tuy nhiên thì là hôm nay là phải nói là rất là may mắn của bác ạ. Cùng với lại là anh chở vật liệu ấy, thì cháu lúc cũng có nói với anh thì bảo là anh lấy cho cháu Lực là thêm là 4 cây. Đấy nhưng mà tuy nhiên là từ giấy huyện lên là không có xe nào lên của bác ạ. Đành ra là bắt buộc là phải lên trên xá để mua. Còn ở trên xá này thì mua rất là đắt. Đấy và hôm nay thì phải nói là rất là may mắn của bác ạ. Và rất là vui mừng khi mà cháu Lực có bảo với anh Sơn rằng là vật liệu là còn thiếu là 4 cây. Hôm nọ là đây Mạnh ra đây, Mạnh ra đây với lại bác Sơn này. Đấy. Hôm nọ thì anh em mình tính vật liệu chắc là còn thiếu. Thiếu anh ạ. Thiếu đây, cũng có theo dõi kênh của em. Kênh của em thì anh thấy em bảo là thiếu vật liệu thì anh bảo hôm nọ anh em mình tính toán sai thì tính toán thiếu thì hôm nay ra đây thì thôi anh được cũng làm với em hai cái nhà rồi thì thôi anh hỗ trợ cho hai ông cháu. Vâng. Đấy. Thì ở đây thì bây giờ xe cộ đường xá đó mưa gió nhiều hỏng chả đi được thì thôi mình mua ở trên chỗ người ta bán lẻ thì đắt hơn. Vậy thì hơn 200 nghìn một cây. Em cũng xin thay mặt là hai ông cháu là cảm ơn anh. Còn thưa bác, hôm nay thì rất là may mắn là được anh Sơn là có hỗ trợ là cháu Lực là 4 cái sắt. Nhưng mà hiện tại là cháu Lực không biết là giá ở trên này là bao nhiêu cả. Nhưng mà 4 cái sắt thì tương đương là hôm nọ cháu Lực lấy ở dưới huyện lên là ít nhất là phải tầm độ 250.000 một cây. Đấy, còn lên xá này thì xó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Đấy, cũng đâu đó là gần 1 triệu rồi. Đấy, thì anh cũng bảo với cháu Lực rằng là anh em mình thì làm việc với nhau là ngôi nhà này thì cũng là ngôi nhà thứ hai rồi và muốn dành tặng cho hai ông cháu. Đấy thì Mạnh bây giờ thì cảm ơn bác Sơn một câu nhá. Vậy bác Sơn mua sát cho. Rồi, nói với bác Sơn nào. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Bác Sơn. Rồi ok. Đấy, anh Sơn thì hôm nọ của bác thì cũng bị là gặp tai nạn một chút. Bây giờ thì có lẽ là hai anh em sẽ nói chuyện một chút. Anh tay anh thì hôm nọ là này là bị bỏng hay là bị như thế nào anh? Hôm nọ bị bỏng. Bị bỏng á? Ừ. Thế là bị anh chửi cả tay em xem nào. Ủa ôi. Cả chân nữa hay sao anh nhỉ? Cả chân. Thế là hôm nọ là anh đi nằm viện là được bao nhiêu anh? Anh nằm viện được hơn chục ngày. Về nhà nằm được, nó chưa được, bây giờ được hơn tháng rồi. Hơn tháng á? Ừ. Thế là bây giờ tay đỡ anh chưa anh? Anh để đỡ mà. Thoải mái rồi. Nhưng mà bây giờ sau này nó có vết sẹo không anh? Có chứ, cái này chắc để sẹo rồi em ạ, bỏng mà. Ở đây thì nếu mà các bác theo dõi từ được những cái ngôi nhà của hai anh em Hải Sử đến ngôi nhà của hai ông cháu thì các bác không có xa lạ gì với lại là anh Sơn nữa rồi. Anh Sơn thì cũng phải nói là hai anh em cũng có duyên với nhau và đồng hành với nhau thì căn này là căn nhà thứ hai. Thì nếu mà trong thời gian tới sẽ được các bác ủng hộ thêm thì hai em sẽ tiếp tục là làm việc với nhau. Đây thì thứ nhất là anh thì cũng một phần là chạy vật liệu và một phần thì cũng là giúp cháu Lực. Với lại đến hôm nay thì có bác này là anh cũng nghe tin là thiếu vật liệu ấy, thiếu sắt là 4 ngày là anh cũng có liên hệ với cháu Lực là cái phần cái khoản đấy thì để cho anh giúp cho hai ông cháu và thêm nữa thì phải nói là nếu mà để lấy vật liệu từ dưới huyện lên trên này thì ít nhất là nó không chỉ rơi là tầm độ là 200 hơn 200 đâu bác mà nó còn đắt hơn rất là nhiều. Mạnh thì có vẻ là lên đây là thích ở với lại bác Sơn đấy nhở? Lên đây thích không? Có nhỉ. Chứ là anh Sơn là cùng em đi xuống nhà hai ông cháu một lần rồi anh nhỉ? Ừ, trước hai anh em mình đi đấy. Vâng.
Thế thằng này là cũng bạo ấy. Đâu chả lạ đâu. Lên trên này là hay theo là hay là đi theo anh Sơn của bác ạ. Có khi là nhận nhận bác Sơn làm bố nuôi là cũng được ấy nhờ. Mày có thích không? Hả? Mày thích không? Hả? Có không? Có mà thế. Dạ. Mạnh thích không? Mai đi chơi không? Đi chơi chi kia không? Đi đá bóng không? Hả? À, đi xem chơi mấy chút không? Cho ở trên này với lại bác Sơn nhỉ? Ở nhà bác Sơn. Ở trường của Mạnh là học ở ngay trên này này cô bác này. Ở đây là ngôi trường cấp 1. Cái gì sát là ở đây này em. Cái chỗ ông ơi, vật liệu này có phải của nhà anh không? Không, cái này là của quán khác thôi. Của nhà anh không bán, chưa có kinh phí để đầu tư bán. Ông ơi, lá đâu thì xe nó. Bà để lá hát tổ lốc tiên à? Thiếu à. Bà để lá hát tổ lốc tiên à? 4 cây hộp 4 năm này của bác này. Ờ, xéo lá nào thảo thức hơi chứ. Dê mà ta làm tiếu không á chứ. Này thì một tí đi chắc là phải lôi chở bằng xe máy thôi các bác. Để buộc đít ra xe máy để mà chở đi thôi. Mà bé thế làm bé ngọc bá. Bé cũng bị thú, tôi biết nó hoặc làm đó. Tôi nữa em đã. Tôi biết nó, tôi biết nó. Đấy, tốt ngang này, khả lô này đấy xéo. Cẩn thận nó mạnh, đi ra đi tí đập vào đầu ấy. Mày đi ra đi mày, đi ra xe chơi. 4 cây thôi đúng không em? 4 cây thôi anh ạ, 4 cây thôi. Anh hỗ trợ em 4 cây là đấy là quá tuyệt vời rồi. Đấy. Hôm nọ là lúc mà cái này chắc anh chở vật liệu tính quá là còn thiếu nhầm mất là 4 cây. Phát sinh thêm 4 cây. Thiếu hôm nọ tính nhầm mất. Tính thiếu. Thực ra là hôm nay là 4 cây này thì là anh sẽ bổ sung thêm và anh sẽ gọi là như là tặng cho cháu Lực cùng với lại là hai ông cháu của bác ạ. Bởi vì anh theo dõi kênh em suốt mà, nhà anh nằm anh xem suốt kênh em. Thế em đang bảo không là thiếu thì thôi anh bảo đằng nào đường xa xa xôi thôi trên này hỗ trợ luôn 4 cây này. Và anh em mình đằng nào cũng kết hợp với nhau, đằng nào cũng cùng nhau làm hai cái nhà rồi. Cái nhà này cái nhà thứ hai em nhỉ? Nhà này là nhà thứ hai rồi anh. Đấy, đủ 4 cây rồi. Mạnh vác được không? Mạnh vác nhá. Mạnh là chắc là không vác được đâu nhỉ. Ăn lên bim không? Hả? Ăn lên bim không? À, đi ra. Đây, bác đi. Mua cho mày một gói bim bim nhá. Đi bác Sơn nhỉ. Lăn thổ bim bim. Lấy cái gì thế? Lấy đi. Thế ăn cái gì? Lấy đi. Nó đi lấy đi. Kệ nó, để nó lấy 10 nghìn. Nó thích lấy cái gì cho nó lấy. Đi trên lát hát khai biểu. Hả? Lát hát khai hát. Khai hát hả? Cái nào? Lấy đi. Cái này bao tiền cái đấy? 5 nghìn à? Ở với bác Sơn ở trên này là còn được bác vui một kẹo cho đấy. Ở dưới nhà thì không có đâu cô bác. Rồi. Tiếp thành này. Ok. Đã ra vào. Ở đấy hôm nay em cũng cảm ơn anh nhá. Rồi ok em, không có gì đâu. Hai ông cháu là 4 cây sắt trên này. Ừ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ chắc là phải là dừng ghi hình đó cô bác ạ, để mà chuyển sắt này đi xuống cái nhà của hai ông cháu đó. Cái này thì một tí nữa chắc chắn là sẽ phải dùng kéo thôi cô bác, kéo, nhưng mà đằng sau cháu Lực sẽ buộc thêm một cái lốp xe đằng sau cô bác nhá, để tránh cho nó ấy. Đây, thưa cô bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã chở sắt là lên tới đoạn trên này rồi cô bác. Đoạn dưới này thì không lấy xe xuống được, cho nên là cháu Lực có bảo gọi ông là lên trên này là vác hộ cháu Lực là một đoạn. Nào Mạnh đi nhanh lên nào. Vác được 2 cây rồi không? Còn 2 cây là bác kia vác hộ à? À. Kẹo thôi. Ê, ông gửi một lời chào tới các ông các bạn không? Chào các em các chị à. Ông lên đây được lâu chưa vừa rồi ấy? Lâu rồi. Ông lên đợi cháu lâu không? Đợi lâu rồi. Đợi lâu rồi à? Vâng. Theo cái gặp đi, ông người ở nhà. À. À, thế là có bác nhà chú Phòng là hộ ông vác 2 cây à?
Đấy, Mạnh là lên trên là còn được là bác Sơn là mua kẹo cho nhỉ. Đấy, cái bốn cây này là được được cái anh chở vật liệu cho ông ấy, là anh ấy tặng cho ông. Vâng, tặng ông là bốn cây đấy, nhưng mà chắc là khi nào anh mới có dịp là xuống nhà ông sau. Anh ấy đang hiện tại là đang bị đau chân cho nên là không đi được từ trên này xuống. Đây, vừa rồi thì cũng mua thêm một cái bún chua xuống cho mấy anh em đội thợ này. Vừa rồi thì mấy anh em đội thợ đã dặn cháu Lực. Vừa rồi quên chia cho Cường một tí rồi nhỉ. Đi cẩn thận ông, đi cẩn thận Mạnh nhá. Bác đi trước đi bác. Nào Mạnh đi sau cùng đi. Để cho các bác, cho các ông bác. Đấy, ông là vừa rồi bác là nhà của anh Phòng là còn là gia hộ thêm là hai cây nữa. Thế hầu như là những cái lần nào mà cần là giúp đỡ ấy, thì đều có bác của anh Phòng là đều ra giúp đỡ rất là nhiệt tình các bác ạ. Nào Mạnh con đừng đi gần ông quá. Đi xa xa ông một tí đi để cho các ông là vác đi. Ngay ở đầu video thì đáng nghe ra là anh chở vật liệu không muốn cho Lực là ghi hình lên đâu các bác. Nhưng mà cho Lực là nói máy thì anh mới cùng cho Lực là ghi hình là một đoạn. Đấy coi như là cái cũng cho Lực cũng muốn đăng tải lên và chia sẻ lên cho các bác biết là cái tấm lòng của anh chở vật liệu. Bác thì chắc là đang có điện thoại hay sao không? Ông thì đi xuống dưới kia trước rồi các bác ạ. Thế vừa rồi thì bốn cây này là cháu Lực là buộc đít xe để mà kéo về đúng không? Bác là chuẩn bị đi đâu lấy cỏ hay sao ấy? Cho thấy bác là đeo cả cái liềm đây. Tí lên coi lại như là hổ bác. Vâng. Nhà bác đến nhà tí lại cỏ lên mặt bố. À vâng. Thế là bác là hộ ông Sò là vác sắt đi xuống dưới xong là một tí nữa là khi mà lên ấy thì là cắt một vác cỏ nó về. Nào Mạnh không được đi gần vào. Ôi giời ơi. Nói Mạnh mãi mà cháu Lực đã bị té rồi các bác. Bật hết cả cái đít rồi này, đít quần này. Cứ bảo mẹ, cứ bảo là Mạnh là cẩn thận nhưng mà trong khi đó là bản thân mình đi còn là không bằng một đứa trẻ con. Đấy, cái con đường này thì phải nói là rất là quen thuộc với lại là bé Mạnh đúng không bác? Hầu như là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì ông với lại Mạnh thì đều đi bộ lên cái con đường này. Một là lên xá này, hai là đi học nữa. Rồi, đi thật Mạnh nhá. Ui ôi, nhảy ghê quá của bác. Từ đây ra đến chắc độ tầm 1 mét ấy. Mà thanh niên này nhảy là phát một luôn. Đấy, buổi sáng nay thì tại sao Mạnh lại lên lên xá đấy các bác? Là tối hôm qua là cháu Lực là đón Mạnh là lên ở cùng với lại cháu Lực. Hai ông thì điệu mỗi người là hai cái sắt mà đi phải đi rất là nhanh. Lúc còn đi không có đuổi kịp mấy. Cái mùa này nếu mà các bác lên vùng cao thì sẽ nhìn được những cái thửa ruộng bậc thang mà rất là xanh mơn mởn các bác ạ. Đấy, nhưng mà vào trong độ tầm độ tháng 10 các bác lên thì lại nhìn thấy là những cái thửa ruộng bậc thang phủ lên trên mình một cái lớp áo mà màu vàng rất là đẹp. Đẹp lên vùng cao nữa mà đẹp nhất là cái mùa mùa lúa chín đấy các bác.
cái đợt mà độ tầm tháng 11 năm ngoái quá xuống gặp hai ông cháu là đợt đấy Mạnh là còn bé bé tí, nhìn rất là thương, rất là tội ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là nguy hiểm. Mà hôm nay là mưa, tối qua là mưa nhiều quá các bác, thành ra là đường từ trên cung đường mà cháu Lực xuống đấy, thành ra là không có đem xe máy được đi để cái chỗ mà cháu Lực đang ghi hình như này các bác này. Trước mọi lần thì cháu Lực là đều lấy xe để trên này. Từ trên này đi xuống thì đã nghe thấy là hai con chó ở dưới nhà ông là sủa inh ỏi lên rồi. Nào Mạnh đừng có đi gần ông quá nha, không là tí sát là đập chúng vào đầu đấy. Thì là thủng cái đầu ấy. Mấy đứa là đi học là không được đâu. Cái quá trình mà vận chuyển vật liệu của nhà ông cháu là khó khăn như thế nào thì cháu Lực cũng chia sẻ lên cho các bác, của chú anh chị là cũng đã biết rồi. Thế để mà mua được một cây vật liệu thì nó là một cái điều. Còn để mà vận chuyển được một cây vật liệu mà đi xuống cái nhà ông cháu thì nó cũng là cả một quá trình các bác. Hay chi phí với lại là kinh phí thì cũng tốn rất là nhiều, mà sức người thì cũng tốn rất là nhiều nữa. Nếu mà như mà để làm thuê một chuyến vật liệu là đang, ví dụ đang vác sắt này các bác này, từ trên cái đoạn đường mà dùng xe máy để mà đi vào được hay là ô tô vào được nhá, là xuống dưới hàng cháu ít nhất nó phải là một chuyến nó rơi vào tầm độ 100.000. Ngày một thấy ngôi nhà của ông Sò là hoàn thiện thì đối với bản thân của cháu Lực thì cũng là một cái niềm vui và cái niềm an tâm đấy. Và hai ông cháu thì ngày một nhìn thấy cái ngôi nhà của mình lên thành công như vậy thì là một cái điều mà vui sướng đối với lại là ông cũng như là Mạnh. Anh không nghĩ được rằng là một cái số phận của mình có thể là có một cái ngôi nhà khang trang và đẹp đẽ như thế đâu. Đây, có vẻ là khá là quấn Mạnh này các bác, con này cũng thế, khá là quấn cháu Lực, cả hai con luôn. Nào đi thôi. Đấy, có vẻ như là hai con chó này nhìn thấy Mạnh là cũng như kiểu được mùa đấy. Đấy. Hôm nay là không có đi dép, mà hôm nọ hai chị là Quỳ Thúy gửi cho các bác. Có lẽ là bây giờ mấy anh em đội thợ cũng đang chuẩn bị là nghỉ ăn trưa rồi. Bây giờ thì cũng tầm đến giờ trưa của mấy anh em đội thợ rồi.
Hay. Mưa thời tiết là vừa mới mưa tạnh các bác ạ, thành ra là ở đâu đâu cũng ướt nhẹp này. Đấy. Nào Mạnh, Mạnh ơi, bây giờ Mạnh cầm bún này ra để bên kia nhá. Này, cầm. Vâng ạ, vào đi. Rồi, nào đi xuống dưới kia một tí nữa xong rồi chú đưa cho. Đấy, đây. Này, cầm được không? Cầm chắc nha, hai tay đừng có một ngón, cả cái bàn tay đi, cả bàn tay đi vào trong này. Cả bàn tay đi, đi vào. Đấy, cầm ra kia nhá, để cao cao một tí không là tí mất ăn đấy. Phòng anh hộ Mạnh á. Đấy là đằng sau này thì là các bác nhìn thấy là mấy anh em thợ đá chắt là xong rồi các bác nhá, còn là một chút ở dưới kia thôi, chắc là một tí nó xoa lại hay một tí là được rồi. Ra phía bên này thì hôm nay là mấy anh em thợ cũng lại tiếp tục là hoàn thiện thêm này, thì hầu như là ở phía mặt bên ngoài thì mấy anh em thợ đá hoàn thiện là xong hết rồi các bác nhá. Đây, công việc của ông làm hôm nay là nhà là vẫn san cái chỗ này này các bác này, để cho nó thấp đi, để cho nó bằng đi. Đây, bây giờ thì cái phần móng của nó đã hở ra là rất là dày. Dọn dẹp ở trong rồi à cô? Vâng. Ở đây thì là các cô là làm đến chỗ nào ấy thì là sẽ dọn dẹp chỗ đấy để cho nó nhìn nó sạch sẽ ngôi nhà hơn một chút. Chuẩn bị nghỉ chưa cho chú Toán? Vâng, đang đợi cho kia cho nó khô đi. Bên kia? Xong mới lại chắt được tiếp à? Ướt quá. Bạn này khác lại trên kia nhỉ? Trời cứ mưa thế này. Nó khác hơn một tí, nó vẫn là loại 5x5 mà nó vẫn khác hơn. To hơn à? To hơn không anh? Nó to hơn không? Không, nó là một cái loại sắt khác ấy. Dưới kia ông nội mình lấy ở bên Lào Cai, nó là một cái loại khác. Thế bây giờ ở trên kia thì không có nên là bắt buộc là phải lấy loại sắt này rồi. Ô, vừa mới đến đây là thời tiết lại khá là oi rồi cô bác. Thế chia cho chị Giang một tí để lên kia thì lại tiếp tục mua. Ở đây thì có vẻ như là chị thì đang tiếp tục là nấu cơm rồi các bác ạ. Đây là có tí lạc này. Cái này là cái quả này là quả phải nói là nấu canh khá là ngon các bác ạ. Nó ăn đắng này. Ăn rất là đắng. Không biết là cái quả này tiếng phổ thông gọi là gì ấy nhỉ? Chị có biết không? Đây là thêm là dâu dớn này. Đây là giang lạc hả chị? Có vẻ chị là lúc nào cũng thấy nấu cơm nhỉ? Mấy hôm nay được mấy hôm thì chị bảo không ăn cơm ở đây thì mấy chị lấy ở nhà xuống. Vâng. Ăn cơm đây thì chị lại nấu cơm. Vâng. Lúc nào xuống thì cũng thấy là chị là vào bếp. Có cả bún chua này chị. Bún chua này anh phòng điện cho em bảo là mua xuống. Bún chua này cũng là một món mà phải nói là ở quê Cháu Lực này gọi là đặc sản của bác ạ. Đặc sản bún chua. Ở bên Bắc Hà thì có phở chua, còn là bên Xí Mần thì có bún chua. Vậy thì xem cái tiến độ của mấy anh em thợ làm cho các bác xem này. Ở cái video trước thì các bác nhìn thấy được rằng là mấy anh em thợ đã hoàn thiện ở xong phần mặt bên này rồi. Và ở dưới đây thì chưa hoàn thiện mấy, cho nên là mấy em thợ là tiếp tục là hoàn thiện thêm. Nhưng mà Cháu Lực thấy là ở phía bên này mấy em đã hoàn thiện hết rồi, và đằng sau còn bên hông bên kia nữa. Thế hầu như là phần phía bên ngoài thì mấy em thợ đã chắt hết rồi các bác nhá. Bây giờ thì chuẩn bị là lập mái xong là tiếp tục là làm phần bên trong này.
Nay là bị còn bị ướt à anh? Ướt quá, sáng ướt không làm được. Không làm nổi. À không, sáng nay mưa chứ kìa. Em thấy là sáng nay cũng mưa mà. Đúng rồi. Ướt không làm được. Giờ mới làm được. Chưa chắc đã làm được. Hay không xoa được cái nhà ướt thế. Bên này có xoa được không? Vâng. Tức là làm nước tươi xong rồi cũng nghỉ đến giờ ăn cơm trưa đây anh nhỉ. Ở cái video trước thì các bác nhìn thấy là mấy anh em thợ là hoàn thiện ở phần bên này các bác nhá. Là tối muộn là mới xong luôn đấy, tối muộn là mới về được. Sợ chỗ này cũng phải để đến chiều mới làm được. Chỗ này á? À? Nó dính vào đây, cái khô ấy. Xô. Đồng bào ơi, cho xô nước đây. Mấy anh em thợ là ai việc là phụ vữa, là chuyên phụ vữa. Còn ai việc chắt là nguyên chắt của bác ạ. Cái tường này thì vẫn còn đang là vừa mới chắt xong, cho nên là vẫn còn hơi ướt ướt một chút của bác. Mấy nữa mà nó khô lên ấy, thì tất cả mọi cái nó sẽ trắng xóa lên này. Cái viên gạch vữa này của bác này thì chắc là vẫn cần dụng lại để mà xây cái phần bể phốt. Chú là đang chuẩn bị làm bên này hả chú Toán? Cho nó mới xoa được cái chú nhỉ? Chỗ này nước cứ chảy thế này nhỉ? Nước mạch mà. Có phải nước mạch không đấy chú? Có chứ, nước mạch trên ruộng. Nếu mà chỗ này mà nước mạch thì lại tốt quá không ạ? Chỗ này là muốn làm nhanh là cũng không được anh chú Toán nhỉ, chỗ này ấy. Chỗ này do là buổi sáng nay là thời tiết là mưa quá của bác ạ. Thành ra là nó bị ướt ở cái phần là chân tường ấy. Bây giờ phải đợi nó khô thì mới chắt được lại thêm. Dưới này do là nó bị có cái mạch nước dò này ra này. Nhưng mà này sau khi mà hoàn thiện xong thì nó không bị vấn đề gì đâu chú nhỉ? Sao đâu, nó cứng. Đấy, cái này để đến chiều nha. Có mà soi được. Cái phần mặt ở bên này các bác nhá, mặt cái phần mặt trước cửa này cũng như là mặt tiền đấy thì sẽ để mặt lập xong thì mấy anh em thợ sẽ đi vào và hoàn thiện sau. Còn là bây giờ là hoàn thiện ở phần bên ngoài trước đã. Mày đi đâu ấy? Cùng với Giang đi đâu? Hả? Đi đâu? Giang son môi à? Chia nhau ăn kẹo nhá. Giang, ủa ôi Giang là bị con muối đốt nhiều thế này. Ủa đây này. Pi. Ủa đây này. Thế thì kia có bị không? Đấy, áo dài tay không mặc đi. Không
ra ngày trong lúc mà không đi học các bác là ra đây là chơi với lại là bố mẹ. Bên này thì chắc là bây giờ trong là cô là sẽ dọn dẹp hết, dọn gạch cái trong này ra hết hả cô? Vâng. Vứt đi mạnh rơi rồi. Vâng. Đây được. Đây đòi lấy là cái con kẹo đỏ đỏ này các bác này để mà son môi nào cho xem nào. Son môi nào. Ý dồi ôi, nhưng mà răng thì mỗi tội là răng thì hỏng hết rồi. Ê, thưa các bác, công việc của hôm nay mấy anh em đội thợ thì là cháu Lực cũng đã cập nhật cho các bác là biết rồi. Và hôm nay cháu Lực xuống thì nói lại thêm một lần nữa các bác. Và cái phần sắt ở đây các bác này thì được anh nhận trở vật liệu ấy, thì là anh có theo dõi được những cái video mà cháu Lực đăng tải lên. Thì anh có thấy cháu Lực là nói thiếu sắt ấy, thì anh có giúp đỡ cháu Lực là thêm là 4 cái sắt nữa. Cái phần này là anh ấy sẽ dành tặng cho là mấy, cho là hai ông cháu của bác ạ. Mấy anh em đội thợ thì hiện tại thì cũng đã đến giờ nghỉ rồi. Bây giờ thì chuẩn bị là ăn cơm của bác. Ăn cơm ở dưới này là ăn cơm bên kia gì? Chắc ở bên kia thôi nhỉ, bên này có phân lợn nhiều quá gì? Này là món gì đây? Mì tôm trộn với lại là rau dớn nhỉ? Đúng rồi. Rau dớn. Còn thêm ra bên này là bún chua này các bác này. Bún chua này thì phải nói là nếu mà ăn với cơm thì cũng khá là hợp, nhưng mà đói rất là nhanh, no nhanh nữa. Đấy, để đun nước hay để làm gì đấy ông? Nhưng mà cháu thấy là còn tươi quá, làm sao mà được không? Sao nó còn cháy được? Rồi, bây giờ thì chuẩn bị là ăn cơm đúng không? Hôm nay thế là lại tiếp tục là một cái bữa cơm mà cùng mấy anh em đội thợ nữa. Mấy anh em đội thợ thì cũng rất là đạm bạc thôi cô bác. Tập muốn ăn bún chua nữa ạ. Làm một bát bún chua chị. Mày là còn ăn được cơm không? Hả? Có ăn được không? Có à, đây ăn mì tôm nhá. Nào. Đúng rồi, hôm anh cho cái này cả. Anh đặt một cái tài sản có một cái mâm này đẹp nhất. Cái mâm này là chắc là trước là ông cũng tự làm rồi không ạ? Ôi, cơm này sao đỏ đỏ đấy ạ? Này là anh gói cơm đi theo à? Không sao. Anh Phong. Đúng rồi. Không sao. Cơm này có phải cơm rang đâu. Không sao. Gạo này có vẻ như là như kiểu gạo đỏ hay sao các bác? Gạo này thì người ta hay dùng để làm phở. Nam Ninh Điếng á? Ngon không? Nhưng mà cái gạo này là người ta hay làm phở chú Toán nhỉ? Nhưng mà ăn làm phở làm bún dẻo ấy. Ôi giời, cái này làm phở làm sao mà được? Ăn cái dẻo mà. Cái này ăn dẻo, làm phở không được. Làm phở là phải gạo cứng cứng nhỉ? Mình nó phá qua bằng da của bí trẻ ra này. Ai mà tầng thì chuông này mấy cái này đấy. Ôi ở đây có cả thêm cả bát ra gừng nữa này, không ăn này. Khác không? Đến giờ đẹp chưa nhỉ? Giờ đẹp thì ăn cơm thôi. Xong cái nhà ăn cơm thôi. Mà anh em thợ thì chắc là cũng khá là đói rồi cô bác ạ. Chín.
Chín bún chua còn à bác à? Bác ăn cơm nè. Đấy, hôm nay thì lại tiếp tục là ăn cơm với lại là các chú rồi. Giang ăn mì tôm là ăn bún. À? Bún á? Với mạnh ăn mì tôm ăn bún nào? Ăn cơm. Ăn bún á? Có vẻ như cái này là chắc phải để thêm tí mắm muối anh nhỉ? Bây giờ thì cũng chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác ạ. Hôm nay thì cũng rất là đơn sơ và đạm bạc thôi. Đây lạc này, có cả bún nữa. Mày thì có vẻ như là cay quá hay sao ấy. Nào mày ơi, bây giờ mời các ông các bà ăn cơm nào. Rồi, nào ông ơi. Mời các bác các chị ăn cơm. Ông ăn bún hay ăn cơm ấy? Ăn bún á? Thế thì lấy một bát, à, ông có bát này đúng không? Bún này thì ăn rất là hợp của bác nhưng mà cả đói cũng rất là nhanh như Toán nè. Cháu mời chú ăn cơm nhá. Chú ăn cơm nhá. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng cháu Lực với lại là hàng cháu cùng đội thợ là ăn cơm của bác nhá. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Nào, ra ngồi ra đây một tí. Đấy. Ngồi đây một tí. Cái lá nó chỉ đưa đưa chút đĩa á, cái đưa lên tàu mà. Bát nước chấm này cũng thần thánh luôn các bác ạ. Đây là chấm để ăn luôn đấy, không giá nữa, thêm lại gừng nữa đây. Còn là bây giờ chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái video này đây các bác ạ. Và cùng với lại đấy, tôi sẽ ăn cơm thôi. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Hơi dừa, em đẹp không? Dạ cũng dạ cái này.